Xin chào mọi người và các bạn đến với kênh của Tuấn. Hôm nay tôi đang có mặt tại di tích lịch sử mộ Đào Tấn. Đây là cái đường lên của mộ Đào Tấn nha các bạn. Còn đây là phía trước đường của thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Bây giờ các bạn hãy theo mình đi lên mộ ông xem như thế nào nhé các bạn. Nói chung là mộ của ông mà lên các bậc thang cũng bằng đá. Đá này là đá dạng như là đá chỉ ở trên núi chỉ ra các bạn. Nhìn nó khá là chắc chắn. Đi lên đây không có sợ bị trơn trượt. Nhưng mà mình thấy mộ của ông nằm cũng khá là cao. Xung quanh đây chỉ toàn là núi thôi các bạn ơi. Nhìn xuống phía dưới kìa, chỗ kia có một dòng sông. Bên đây thì có các cái ngôi nhà. Thì nói đến Đào Tấn thì các bạn cũng biết là ông là một ông tổ của nghệ thuật tuồng Việt Nam. Còn đây là một cái tấm bảng nói về cái di tích mộ Đào Tấn này, nơi an nghỉ cuối cùng của nhà soạn tuồng này, nhà thơ, nhà hoạt động sân khấu xuất sắc thế kỷ 19, được nhà nước công nhận xếp hạng ngày 24 tháng 1 năm 1998. Hiện tại thì mình đi giờ chiều, nhưng mà ở Bình Định ngày nay nó khá là nắng các bạn. Đây các bạn cũng thể nhìn cảnh quan phía dưới nè. Mộ ông tương đối cao các bạn ơi. Đi thám hồi hộp mà vẫn chưa tới. Đây, cuối cùng cũng tới mộ ông rồi này. Đây các bạn. Mộ ông tương đối cao cho nên đi lên khá là mệt. Đây các bạn thấy không? Đây các bạn. Trước mặt mình là mộ của Đào Tấn này. Còn đây là núi Huỳnh Mai nhé các bạn, thuộc xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Mộ của ông thì được nằm trên một khoảng đất phẳng ở một sườn núi thuộc thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định nhé các bạn. Xung quanh thì được bao quanh bởi khung cảnh là khá là hữu tình. Đây là núi nè, còn phía sau là đồng bằng. Bình Định ngày hôm nay khá là nắng cho nên là trời nó cũng khá là đẹp. Mộ của ông thì xây theo kiểu kiến trúc hồi xưa các bạn. Như là phía trước thì có bức bình phong này, che chắn này. Mộ của ông thì được sơn chủ yếu là màu vàng với màu xanh. Xung quanh thì bao bọc bởi những lớp đá rất là chắc chắn, kiên cố. Xung quanh mộ của ông thì có trụ cống này. Trước và sau thì có bốn con sư tử đứng chầu này. Sư tử này thì được xây theo kiểu đuôi vén lên, mặt hướng chính diện. Phía sau cũng có một bức bình phong nhé các bạn. Đây. Đây là mộ của ông Đào Tấn nha các bạn ơi. Mộ của ông thì chiều dài thì 3 mét, chiều rộng thì 2 mét. Xung quanh thì được bao tròn lại nhé các bạn. Nói chung qua thời gian cũng rất là lâu cho nên là đá ở đây người ta xây lâu rồi các bạn, cải tạo cũng lâu rồi cho nên là mộ của ông là nó bị đóng rêu này. Qua một thời gian thì mộ nào cũng vậy các bạn. Nhìn vào ngôi mộ thì các bạn cũng có thể thấy là toát lên cái tính cách của cụ Đào Tấn không? Một người thanh bạch, cương trực nhưng cũng đầy chất thi sĩ. Vào năm 1994 thì chính quyền đã tiến hành tôn tạo mộ của cụ rồi nhé các bạn. Nhưng chỉ cải tạo theo trên cơ sở kiến trúc nguyên bản thôi. Thì nếu bạn nào không biết thì mình nhắc lại. Thì cụ Đào Tấn thì sinh năm 1845, mất năm 1907.
tự là Chị Thúc, hiệu là Tô Giang và Mộng Mai, biệt hiệu là Tiểu Linh Phong Mai Tăng hoặc là Mai Tăng. Ông là quỷ ban liêm thời của nhà Nguyễn, đã từng giữ chức vụ là Tổng đốc An, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đấy các bạn. Cụ Đào Tấn thì vừa làm quan vừa soạn tuồng, đỡ lại cho hậu thế là hàng chục vở tuồng đặc sắc. Với những cống hiến của mình thì cụ được người đời tôn vinh là ông tổ nghệ thuật tuồng của Việt Nam. Và cụ cũng đỡ lại một câu nói đáng đỡ suy ngẫm về đạo làm người. Đó là sống ở đời mà thấy chuyện ngang trái, không trị thì còn mặt mũi nào dạy dỗ thiên hạ trong tuồng. Nói chung thì bạn nào muốn lên thăm mộ của cụ thì có thể sờ Google Map. Chứ thật ra đường rất là nguyền nguyều, cũng rất là khó kiếm. Thời đại công nghệ hiện đại rồi, cho nên là các bạn có thể search trên Google Maps, search mộ Đào Tấn thì có thể ra. Theo đó chúng ta sẽ đi theo nhé các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video và clip tiếp theo.